Is it? Boo boo. Nó là boo boo. Thế nó hơi sập sệ, bây giờ nó làm mới nữa nè. Bên nó đẹp hơn mà. Cũng thèn khuôn ha. Vậy. Nhỏ này nó chậm lắm. Thấy không? Khi người ta không kêu hai, gặp ai cũng hai, kêu hai gì nó nôn nôn. Con sao nãy không chào bạn con? Hả? Hả? No. Nãy sao không chào bạn? No. Nôn hả? Con chảnh cho sợ bên đây ngồi trên xe rồi. Nhìn thấy ghét không các bạn? Sao nãy không hai bạn? Hả? No. No, sao no không no? No. No hả? Nay vui là có family đi đầy đủ, có Jin, thường Jin ít khi nào đi chung. Giờ chỉ thiếu có cha con dâu thôi. Người ta đến đây ăn nhậu, ăn đồ biển. Kêu mami đi nè, kêu mami. Kêu mami. Mami ayu là gì? Đi đi. Mami ayu. I love you. Ở đây có shop bán đồ biết của những người mà người ta đến Boston để chơi và mua đồ kỷ niệm ở đây. Mấy cái shop nhỏ. Tàu quá trời luôn các bạn. Hồi nãy giờ tự ăn no rồi, ăn xương xì no rồi, ăn ngon.
Này gỗ nhẹ các bạn. Đó với bố đi. Jenny, kêu mommy đi. Nó, giờ nó đi chơi vui rồi, nó đâu có chịu kêu. Nó này no, các bạn ha. Tối quá, nó ra ngoài. Chị tờ đâu? Mình đi ra đây nhìn biển rồi nhìn có mấy cái tàu đậu rồi cái nước rồi ngồi rồi lai gai ăn pizza uống bia mũ đỏ giống như mình có không khí giống như mình đang đi chơi xa vậy các bạn, nhưng thật sự ở đây cũng vòng vòng ở Boston mình thôi. Boston mình nhỏ mà có nhiều chỗ mình chưa đi đến. Vinh vô Vinh. Nhà mình chạy ra đây có khoảng 30 phút. Bữa nào chờ nóng đi ra đây ngồi hóng gió biển uống vài ly. Hôm nay ngày thứ ba mà mình cũng đi chơi một vòng, mình cũng quay được nhiều cảnh cho các bạn xem. Thì thôi mình bye nha các bạn. Giờ mình tối ra nếu mình rảnh mình sẽ để phim này lên cho các bạn xem. Rồi gặp dịp khác mình sẽ quay tiếp những cái video khác. Bye các bạn, chào các bạn. Bye. Sold it already? Ooh, reduced. $26,900. Probably a lot of problems with it.